nó có ít mũi hàn tích hai của hàng công ty họ bỏ, gọi là họ đến thời kỳ họ phải thay thì họ sẽ phải bỏ ra này. Đó thì mũi hàn này thì nó chạy điện từ 12 đến 24 V các bác nhá. Các bác về có thể chế chéo rất nhiều thứ này, làm tay làm kiểu chế cái mỏ hàn luôn đấy. Được rồi, bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem luôn này. Đây, em có cái cục nhựa thông ở đây. Đây em sẽ có một cái bình ắc quy 12 V. Đó, thì em sẽ thử test luôn cho các bác nhá. Hàng này thì các bác về các bác chế thì em nghĩ là nó sẽ được nhiều món phục vụ các bác chế cháo là hợp lý này. Đấy, đó em sẽ đấu vào này. Đây điện 12 V nhá các bác nhá. Mình 12 V này. Đây để đây chúng chỉ có một tí phát là nó sẽ nóng thôi. Nếu các bác làm muốn nóng nhanh ấy thì này cái nguồn 24 V ấy đấu vào thì nó sẽ nóng rất là nhanh. Em lên nó chạy bằng điện 12 V thì nó sẽ chậm hơn một tí. Đó. Đây, đầu mỏ nó rất là em còn lấy mấy trăm cái ấy, nhưng mà giờ nó còn chừng này thôi. Bữa em đăng lên nhóm ấy, là họ các bác lấy rất là nhiều và nhanh. Đó, đây mình cho này để gần cho bác cái gì này. Nhìn nó dễ hơn đấy, vừa chạy phát có khói luôn các bác này. Đó. Thấy không? Rất là nhanh các bác nhá. Đó. Cái này nó đỏ luôn rồi các bác ạ. Khủng khiếp lắm. Rất là nhanh, hàng vẫn còn rất là ngon. Hàng của công ty mà các bác. Họ đến thời gian thì họ phải thanh lý thôi. Đấy ạ. Đấy, khói. Thấy không? Bác thấy không? Ôi xuồi. Khói rất là nhanh nhá. Đây em mới để có 12 V thôi. 12 V mà có chắc tầm khoảng 30 giây là nó nóng như này. Nếu mà để 24 V thì nó sẽ là tầm 10 giây là nó nóng đỏ lên rồi đấy. Thoải mái dùng rồi. Đó. Đây em để chạm vào nha, chạm nhẹ đấy này. À, thấy không? Đấy, nóng rất chạy rất là áp. Đó, thấy không? Khói kinh không? Đó, hàng Haco bác nhá. Mỏ hàn Haco T2. Đó, để như này vẫn còn nóng này. Ô, rút điện rồi vẫn nóng này. Đấy, thì hàng này hiện tại em đang bán là giá là 30.000 một chiếc. Bác nào lấy thì IBM nhá, hàng này em không thể là free ship được bác nhá. Đó, nhiều bác cứ nhắn tin hỏi mua 10 20 cái giảm ship cơ, giảm giá hoặc miễn ship không, thực sự em không ship em không miễn ship được, tại vì giờ trên thị trường cái mỏ hàn này họ mới bán được tầm khoảng 50.000 đến nhiều người họ bán 100.000 nữa. Đó nhưng mà em thì chỉ bán với giá là 30.000 thôi. Mà số lượng thì nó không còn nhiều các bác nhá. Đó. Lần nào em sẽ lấy thêm về thôi chứ còn giờ, hiện tại giờ em chỉ còn có chừng này nữa là em hết rồi. Bữa em vừa đăng lên thì các bác em chưa kịp quay video, em đăng lên thôi thì các bác đã lấy rất là nhiều rồi. Đó. Đây, để các bác nhìn thấy nó chảy nóng lên dã man chưa? Rồi, để em sẽ quay lại về phần pin các bác nhá. Thì tiếp tục em có thêm một ít pin nữa các bác ạ. Đó, pin hôm nay về thì được có tầm khoảng hơn 200 viên thôi. Bữa nay pin bắt đầu vừa rồi nô về rồi thì cũng hết rồi. Thì nô này em về thì nói chung nội trợ thì cũng rất là ngon. Em thấy rằng là mấy đợt này thì nội trợ với pin thì như đợt trước ấy, các bác vừa lấy thì về cũng test thử rồi thì cũng biết đấy là nội trợ em đo cho các bác như nào và em quay cho video em bán cho các bác như nào thì giá em vẫn công khai cho các bác luôn. Thì đây cho em thử test thử một vài con đây. Con này đi. Ừ, em bấm nó nào ta? Đây, chắc em bấm nhầm rồi. Anh ta an tình. Đó bác thấy không ạ? Nội trợ chỉ có khoảng 12. Con nào lên cao chắc là tầm khoảng 13. Đây con này là hàng 20R này, Samsung 20R này các bác này. Đó, con nào cao nhất thì tầm khoảng 13 đó thôi. Còn nói chung em thử nhiều con thì thấy nó cứ tầm khoảng 12, 13 gì đấy. Em test mỗi nô thử một con nào. Đó, cũng chỉ chớm 13, 12 mấy thôi bác này, 13 mấy bác này, 13,2 này. Đó, thì hiện tại nô này thì em pin về được giá nó hợp lý hơn các bác ạ. Nô này thì em đang bán với giá là 40.000 cho cái dòng loại mà 25R, Samsung 25R các bác này. Đó, 25R này, đó sang là hàng chính hãng bác nhé, hàng em tháo khối đấy.
Thì riêng con loại Samsung 2 5G này em bán cho các bác giá cực kỳ đẹp luôn, 40.000 một viên đó. Lần này pin về thì cũng bắt đầu số lượng rất là ít thôi, nhưng mà gần như cũng đáp ứng đủ cho các bác rồi, thì giá nó sẽ hợp lý hơn một tí, 40.000 một viên này đó. Còn cái dòng pin 20R này đây, là nhiều con vẫn còn có cả chống chập này, họ dán luôn có vẫn còn này đó. Đây Samsung 1650 20R này, thì hàng này em bán với giá là 32.000 một viên đó. Pin lần này rẻ hơn mỗi loại một hai giá rồi. Và này bữa trước em bán là 43.000 này, thì giờ em bán là 40, này trước em bán là 33, thì bây giờ em bán 32.000 nó 32 một cell như này. Về các bác đóng chế máy khoan máy pin còn thoải mái này, dung lượng này như tầm khoảng 2.400 thì phải các bác đó. Bữa em vừa test thử mấy con thì tầm khoảng 2.400 thì phải. Thế thì các bác về đóng thoải mái, xả pin cho máy khoan bê tông, máy bắn vít thì bất kỳ cái gì máy bu lông thoải mái nha các bác nhé. Riêng dòng pin này thì các bác dùng chạy thoải mái luôn rồi, không phải suy nghĩ gì cả. Rồi em sẽ quay con khách cho các bác xem. Tiếp theo có một con máy phát điện GUB các bác này. Con này lên tới 2.500W các bác này. Đó. Con này nói chung nhìn sơ qua bên ngoài là nó rất rất là mới các bác nhá. Đây em sẽ quay tổng thể một tí cho các bác xem luôn này. Đó. Cái bánh của nó các bác nhìn này, cái bánh của nó vẫn còn gần như là không di chuyển mới luôn các bác ạ. Đó. Nhìn vẫn còn y nguyên, chưa có kiểu như là bị mòn bánh ấy. Giờ em sẽ thử quay, em sẽ bật thử cho các bác nhá. À, chưa giới thiệu các bác, cái này nó có cả cái chỗ để các bạn kéo đi này đấy, cái núm này đó rất là tiện các bác nhá. À, đó rất là tiện luôn. Đó các bác thấy là em bật rất là nhẹ nhàng, nó đang hoạt động luôn rồi các bác nhá. Đấy, em sẽ quay video đây cho các bác xem luôn là ra điện bao nhiêu volt. Đó. Các bác thấy này, lên tới 240V các bác ạ. Rất là khỏe. Nhìn nói chung là sơ sơ qua hai con này, à con này đây, nhìn rất là mới các bác nhá. Đó, các bác muốn tắt cần bấm nút kia là tắt ngay thôi, rất là đơn giản. Con này em vừa lấy về, đấy, nhìn chung rất là mới, vừa đi bãi về là con này về đấy. Thì con này nếu các bác nào lấy, em để cho các bác giá là 3.600.000. Đó, em lấy đúng một công 100.000 em trở về thôi, rất là rẻ. Con này như trên thị trường đang bán hơn 7 triệu sao này, em không nhớ rõ lắm. Con này là các bác lưu ý nhé, con này là 2.500W này, đó. Em sẽ quay tổng thể một tí cho các bác xem này. Có cả thanh kéo luôn này, đó. Đấy, bác nào có lấy thì cứ liên hệ qua Zalo, số Zalo của em đây nhá. Đó. Thì ưu tiên bác nào ngoài miền Bắc đó, ngoài Bắc được thì là tốt. Ngay gần khu vực Hà Nội hay Vĩnh Phúc ấy thì em sẽ gửi ship xe nó gần hơn ạ.